vân phát quà nha cô chú. Dạ, cảm ơn chị nha. À, đây là món quà của chị Bông Bông cô chú. Quà có chị Bông Bông hôm nay mình còn còn giữ lại không? Không dùng không? Không dùng bỏ nha. Rồi thì anh cũng thay mặt chị Trâm Anh ở bên Mỹ thì cũng cảm ơn chị có những phần quà cũng như là có những cái bao thơ lì xì cho anh em. Thì thay mặt anh em thì cảm ơn chị Trâm Anh rất là nhiều. Cho em cũng gửi lời cảm ơn chị Trâm Anh, em đã nhận được hàng nha chị Trâm Anh. Chút xíu em sẽ gửi video cho chị xem. Cảm ơn anh gửi lời tới chị Trâm Anh giúp giùm em ha. Rồi cảm ơn mấy em. Rồi bye bye. Chào mọi người. Em thấy rằng ở dòng trạng thái lên có một số vấn đề là đó chị, có thể chia sẻ cho em một xíu được không? Công việc làm ăn là sao anh? Tại vì có một số nít ảo giờ nó nhảy vô nó làm tùm lum hết trơn cho em, theo dõi ở trên Facebook của em thấy nó làm bất lợi cho shop của mình đó. Thì em cũng không biết nói gì hơn, hiện tại là em cũng chỉ lo tập trung buôn bán kinh doanh, thì lâu lâu cũng có một vài nít vô tấn công mà em không có trả lời. Chung là em cũng chia sẻ với chị Bông dày cái hiện tượng mà ở shop của mình đó, trước kia khi mà chị mở cái shop ăn vặt qua là tụi em đã đi theo cái drama của nhà mình khá là lâu rồi. Thì cái hiện tượng mà cái shop ăn vặt đầu tiên của chị Long mở ra thì tụi em đã theo dõi và cũng đã có lên những cái bài viết đó gửi tới cho những cái người đó đừng có nên làm những cái hành động như vậy, tại vì khi mà họ trục lợi vào cái vụ việc này á thì làm như vậy nó sẽ không có ấy, cho nên là nhưng mà tới thời điểm này thì lại tiếp tục nữa và còn nhiều hơn nữa thì cũng muốn hỏi chị để chia sẻ tới cho những quý cô chú anh chị của mình tin dùng những mặt hàng của mình đó. Nói chung là cuộc sống của mấy anh em hiện tại giờ là cũng nghe đồn là giàu có rồi này nọ, không có đâu đỡ hơn ngày xưa một phần thôi à, chứ thật ra là cũng làm lụng nó có ăn chứ không đàn không mà có sống được tay làm hàng mới nhai. Dạ đúng rồi chị, phải lao động mà sức lao động của mình, đồng tiền mình làm ra mới có giá trị. Mong là mọi chuyện để em xui chứ dạ mình em thấy cũng dạ đúng rồi, em theo dõi hàng ngày thì cũng có lên những cái bài viết để đính chính là cho bà con cô chú anh chị của mình, tại vì hiện tại bây giờ là có những cái trường hợp là coi như là giả mạo ở shop mình rất là nhiều chị, và những cái mặt hàng sản phẩm nó kém chất lượng thì gửi tới cho bà con cô chú sẽ mất đi cái shop của mình đó, cho nên là em gửi tới thì muốn cái gì thì cứ việc liên hệ số điện thoại của chị Hồng Loan hoặc là tới trực tiếp shop cũng có thể hút thắp cho bác Năm một nén hương được đó. Thì em cũng gửi giờ là những anh em khác cũng gửi những cái video clip tới cho bà con cô chú. Thì qua cái câu chuyện ngày hôm nay chị chia sẻ thì tụi em cũng cảm ơn chị đã gửi tới những cái lời hay ý đẹp cho mấy anh em và bà con cô chú ha. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn mấy em. Anh có nghe một cái thông tin nữa là nói là em với Phương là dọn đồ ra ngoài. Trời, hôm qua em không có biết thông tin đó mà hôm qua em gọi em like á, em gọi live stream thì có khách hỏi em nói là hứa vụ gì vậy, em đang ở đây mà em live stream ở sau lưng hình
là em vẫn còn ở đây mà, đâu có gì đâu mà dọn đi. Sao mà thiệt luôn á. Em nghe anh Thám Tử á, anh nói á, là anh nói là anh Phương với chị ông Bơm dọn đồ của nhà rồi. Ngày hôm qua thấy anh đó giờ này nói gì. Ồ, cái anh đó anh sâu dữ lắm nha, anh sâu tới lúc kia trong nhà mình luôn đó. Lúc kia cũng coi hả? Sâu luôn. Em chỉ biết có một cái mà khán giả gửi cho tụi em á, là cái hộp củ kem á là em thấy không đúng rồi đó. Thì cái hộp kem á đâu phải là hộp kem của chị Lan đâu. Đúng rồi. Kem của chị Lan là đát mới mà khai trương 2024 không lẽ cái đát nó nằm tới 22 mà. Mà chụp cái hộp mà cũng kiếm cái hộp màu bạc giống cái hũ kem để mà làm lên. Nói chung em bôi nhỏ rồi mình nghĩ thôi. Ha, nếu mà bôi nhỏ người ta thì đưa luôn cái mặt hình sản phẩm đi này được cái đích không à? Đúng rồi, được đích không à? Thế mình thấy sao nó là lạ là sao á. Tự nhiên mà mình đưa cái hình ảnh lên luôn luôn đi, không đưa mình đưa cái đích không mà không biết đích đó, đích đó là sản phẩm gì luôn. Bởi vì có nhiều cô chú cũng nhạy, đó là thấy cái gì lạ lạ là hay gọi điện hoặc là nhắn tin cho tụi em hỏi liền. Tụi em chứng tỏ cái này không phải của tụi con nha đó. Còn những cô cũng tội lớn tuổi đâu biết đâu, cứ lướt thấy coi tin thì không đặt hàng mà đâu phải là shop tụi em. Nói chung là mấy anh em của tụi em cũng là cập nhật thông tin ở shop mình để gửi cho bà con cô chú anh chị kinh dùng những mặt hàng sản phẩm, tránh những cái trường hợp mà bị giả mạo quá chị. Thì cũng cảm ơn chị chia sẻ với mấy anh em của tụi em rất là nhiều ha chị ha. Cảm ơn. Cái gì cũng sẽ qua thôi chị. Đó thì hiện tại bây giờ là chị Bùm Bùm đã nói hết rồi cả nhà. Thông tin của anh Thám Tử nói tầm bậy nha cả nhà. Chị Bùm Bùm hiện tại bây giờ cũng được Bùm Bùm chia sẻ đôi lời về vấn đề việc làm ăn buôn bán ở tại cái căn nhà số 5 Điều Rồi Thì Điểm Sắp Ăn Vặt của chị và những cái mặt hàng sản phẩm ở bên quận 12 mà một số cần bây giờ là nhằm vào đây để mà phá cái kinh tế của chị. Thì cũng mong bà con cô chú anh chị mình tin dùng để mà ủng hộ cho shop của chị Hồng Loan. Và cả nhà mình cũng thấy ha, cái em trai Thám Tử Cung này là khám tới căn nhà của chị Hồng Loan luôn. Bùm Bùm mấy bữa nay là rất là bức xúc và cái vụ việc là đang ở trong nhà mà phao những cái tin đồn là kêu Bùm Bùm là dọn đồ ra ngoài, trong khi đó Bùm Bùm ngồi lại ngoài sau hình của bác Năm mà dám nói là Bùm Bùm phải dọn đi ra ngoài thì ác mà mát miệng ghê các bạn ha. Dạ. Thì không biết là những cái người đó suy nghĩ như thế nào. Thì nói chung là ai cũng nghĩ là gia đình của chị Hồng Loan hiện tại bị dạng nên làm ra nhà cao cửa rộng, thì đúng cái nhà này của ông Năm mua để lợi mà, chứ nhà thì nó cao thiệt, chỉ có 2-3 tấm thôi chứ nhiêu đâu. Nhưng mà tay làm thì hàm nhai như chị Bùm Bùm mới vừa nói, chứ không phải mà giống như chúng ta ngồi không mà từ trời rơi xuống hả miệng chờ sung vụng đâu em Khám Tử Cung.